Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có thể hy vọng vào việc Tô Tổng cải cách di sản tư tưởng đảng của Tổng Trọng vì sự phát triển của đất nước. Ngày 13 tháng 8, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của blogger Huỳnh Trần với tựa đề Tân Tổng Bí Thư Tô Lâm sẽ tiếp tục di sản dở dang của người tiền nhiệm thế nào? Tác giả đặt vấn đề Tô Tổng sẽ bảo vệ tư tưởng của đảng thế nào? Theo đó, trong nỗ lực cứu đảng, Tổng Trọng đã nhân danh một chiến dịch chống tham nhũng nhằm cố gắng thay đổi bản chất con người thay vì thay đổi hệ thống chính trị đầy tham nhũng. Trong đó, ông đề cao đức trị của Khổng giáo, vận dụng tư tưởng Marx-Lênin, đề cao chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa chuyên chế, tái tập trung quyền lực đảng, bỏ qua các quy tắc và chuẩn mực nhằm kiểm soát quyền lực, lấn át phân quyền, đàn áp giới bất đồng chính kiến, xóa sổ xã hội dân sự và thúc đẩy sự trỗi dậy của ngành công an. Hình ảnh bài trên AFA. Theo tác giả, tất cả những điều trên đã tạo nên hệ tư tưởng đảng, cung cấp cơ sở để lý giải nguyên nhân vì sao đảng trưởng công an Tô Lâm, dù không phải là người kế vị chính thức, nhưng đã nhanh chóng và suôn sẻ thâu tóm quyền lực. Giờ đây, các nhà quan sát đang theo dõi xem ông Tô Lâm bảo vệ tư tưởng của đảng thế nào. Tác giả cho rằng, về nguyên lý và thực tế chỉ ra, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là bản sao rõ nét nhất từ mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự tương đồng này được làm sâu sắc hơn từ khi Tổng Trọng lên nắm quyền song hành với Tập Cận Bình. Việc vận dụng mô hình Trung Quốc vào thực tế của Việt Nam và tìm bản sắc dân tộc trong nỗ lực xây dựng cơ sở lý luận bởi Tổng Trọng cho hệ tư tưởng đảng cũng là thành công. Tuy nhiên, theo tác giả, việc vận dụng triết lý thực dụng Đặng Tiểu Bình vào môi trường đổi mới ở Việt Nam dường như không được đậm nét, thậm chí là sai lệch. Trong đó, vai trò của đảng yếu dần trong khi chính phủ có xu hướng mạnh lên, lấn át. Tổng Trọng đã nhận thấy và định danh là những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa kèm theo với nạn tham nhũng. Ông đã nỗ lực giành lại quyền lãnh đạo tập trung của đảng, trong đó tăng cường chống tham nhũng và kết hợp thanh trừng phe phái và củng cố tư tưởng đảng. Đó thực sự mang dấu ấn của ông Trọng và những gì diễn ra từ đó cho đến nay hình thành các di sản nhưng còn dở dang cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo, khởi đầu là tân Tổng Bí Thư Tô Lâm. Hình ảnh Tổng Trọng và Tô Tổng. Tác giả đánh giá, quá trình vận hành hệ tư tưởng đảng trong bối cảnh chuyển đổi thị trường đã chỉ ra thực tế không bền vững. Thay thế công cụ kế hoạch hóa tập trung, kinh tế thị trường đã khiến các quốc gia với chế độ đảng Cộng sản toàn trị tuân theo tính quy luật phát triển với chu kỳ thịnh suy, trỗi dậy, đỉnh cao và thoái trào. Mô hình Trung Quốc đang suy thoái với nhiều vấn đề thách thức và Việt Nam cũng vậy. Giới cầm quyền đang bảo vệ tư tưởng đảng bằng cách tăng cường chuyên chế, bạo lực, theo luật quân vương, với sự tàn bạo của nhà cai trị, tha phụ người chứ không để người phụ ta. Trong khi các nỗ lực lãnh đạo trí tuệ và đạo đức của đảng như đề xuất làm chủ văn hóa thì ngày càng trở nên xa thực tế thị trường và kém thuyết phục bởi tha hóa quyền lực, tham nhũng. Tác giả kết luận di sản là di sản nhưng còn dở dang, nên sự thay đổi là khó lường. Không chỉ tùy thuộc vào ý chí chủ quan của cá nhân lãnh tụ của chế độ, một số yếu tố của tư tưởng đảng đang có xu hướng quay về quá khứ toàn trị kiểu Mao. Trong đó nổi bật là hai chủ lưu, chính trị ký ức và tôn giáo chính trị, được nỗ lực truyền bá phục vụ duy trì chế độ. Liệu có thể hy vọng tân Tổng Bí Thư Tô Lâm và những thế hệ kế tiếp sẽ thực dụng để cải cách hệ tư tưởng phục vụ cho sự phát triển của đất nước khi đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích của chế độ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Có thể hy vọng vào việc Tô Tổng cải cách di sản tư tưởng đảng của Tổng Trọng vì sự phát triển của đất nước. Chính sách ngoại giao cây tre vẫn là ưu tiên của Tô Tổng. Ngày 12 tháng 8, AFA Tiếng Việt bình luận Việt Nam, quyền lực cá nhân, tân Tổng Bí Thư không làm thay đổi ngoại giao cây tre. Theo đó, chính sách phi liên kết không phải là hoàn toàn mới, nhưng được Tổng Trọng nhấn mạnh trong ngoại giao cây tre, một di sản được ông cố vun đắp từ hội nghị đối ngoại toàn quốc vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 và được coi là một trường phái đối ngoại của Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. AFA trích dẫn nhận định của một bài viết của nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà tại Singapore đăng ngày 24 tháng 10 năm 2023 trên trang Fulcrum.
rằng mặc dù hiểu nội dung thực chất, nhưng khái niệm ngoại giao cây tre Việt Nam đã phát triển song song với sự trỗi dậy về mặt chính trị của ông Trọng. Sự trỗi dậy về mặt chính trị của ông Trọng cũng phụ thuộc vào cơ may địa chính trị của Việt Nam, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều cạnh tranh để kéo Việt Nam về phía họ. AFI dẫn đánh giá của nghiên cứu sinh Vũ Khang từ Đại học Boston, Mỹ cho rằng có hai lý do khiến chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ không có thay đổi dưới thời của Tô Tổng. Thứ nhất, ngoại giao Việt Nam từ xưa đến nay vẫn có mục tiêu hàng đầu là kiềm chế và trấn an Trung Quốc. Quan hệ Việt-Trung đang ổn định nên Việt Nam không có nhu cầu phải có những thay đổi lớn trong ngoại giao. Thứ hai, chính sách đối ngoại của Việt Nam do Bộ Chính trị quyết định, cho nên việc thay đổi lãnh đạo cấp cao nhất là Tổng Bí thư sẽ không tác động lớn đến đường lối đối ngoại của Việt Nam. Hình ảnh tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Vũ Khang nhận định việc chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn không có thay đổi là điều mà cả Mỹ và Trung Quốc muốn nghe nhất vào thời điểm này, hơn là kinh nghiệm ngoại giao của ông Tô Lâm. Bởi chừng nào Việt Nam còn duy trì một vị trí trung lập, kinh nghiệm ngoại giao của người đứng đầu, hệ thống đảng và nhà nước không quá quan trọng. Ông Khang cho biết thêm, các nước phương Tây vẫn dương cao ngọn cờ dân chủ nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam. Đây là cách để họ ép Việt Nam có những nhượng bộ về ngoại giao. Theo AFI, đôi khi các nước phương Tây đặt những quyền lợi cốt lõi của họ về kinh tế hoặc chính trị lên trên những giá trị phổ quát về dân chủ, nhân quyền. Trong quá khứ, Mỹ nhiều lần cho thấy họ không ngần ngại hợp tác tăng cường quan hệ với các nước độc đảng nếu các nhà nước đó có chung lợi ích với Mỹ. Tương tự, Liên hiệp châu Âu cũng đã đánh tín hiệu với chính quyền của Tô Tổng rằng họ coi trọng muốn hợp tác với chính quyền mới của ông. Sau khi dự lễ tang của Tổng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu về đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell, đã có cuộc gặp với Tô Lâm. Cuộc gặp này cũng khẳng định rằng Liên hiệp châu Âu không muốn những hiểu lầm, những sự kiện trong quá khứ làm tổn hại mối quan hệ giữa EU và nhà lãnh đạo mới của Việt Nam. Hình ảnh Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell. Ông Vũ Khang lưu ý cần phải nhận biết rõ vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng đi lên, nhất là khi Mỹ và các đồng minh nỗ lực chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc đến những quốc gia bớt thù nghịch hơn như Việt Nam. Trong hoàn cảnh này, Liên hiệp châu Âu cũng không có lý do gì để một chuyện trong quá khứ hoặc những vấn đề về dân chủ, nhân quyền làm tổn hại tương lai, lợi ích của họ. Về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga, ông Vũ Khang bình luận, Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác châu Á quan trọng song song với Ấn Độ, khi mà Nga và Việt Nam có mối quan hệ quân sự từ rất lâu. Việt Nam cũng nhận thấy rằng ngoại giao cây tre cần được liên tục phát triển thông qua việc tăng cường quan hệ với các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Sự kiện Tô Tổng mới đây có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga nhằm tái khẳng định rằng chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam không có gì thay đổi so với thời Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Chính sách ngoại giao cây tre vẫn là ưu tiên của Tô Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.